Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trước khi mà đi vào nội dung của nó thì Nguyễn xin phép đọc tên ba bạn comment được nhiều lời yêu thích nhất ở trong tập trước. Một là Hai Chi, hai là Minh Ninh và thứ ba là Hà Lê. Và ba bạn comment đầu tiên là Như Liễu, Giang Giang và Up Jiki. Cảm ơn 6 bạn cũng như là mọi người đã yêu thương Nguyễn Nguyễn ha, bằng cách là like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh và để lại bình luận của các bạn bên dưới phần comment để tăng tương tác với kênh. Và để khi Nguyễn ra video đó thì các bạn sẽ là những cái người được ưu tiên nhận cái thông báo do cái thuật toán của YouTube ha. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ nguyenguyen.vlog2512@gmail.com mà Nguyễn đã để trên màn hình cũng như là ghi bên dưới phần mô tả cũng như là trong phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Trong cái email bạn biên tập soạn cho Nguyễn Nguyễn thì chúng ta sẽ có tổng cộng là hai câu chuyện lớn ha. Và câu chuyện đầu tiên của một người em tên là Lạc. Em Lạc này kể cái sự kiện thứ nhất á, em được nghe từ bà ngoại của mình. Và nó cũng xảy ra lâu lắm rồi các bạn, từ lúc mà bà ngoại còn nhỏ lận. Bà ngoại kể đó là ba mẹ của bà là ông bà cố của em Lạc này nè. Bản thân ông cố là một người rất là chăm chỉ, rất là tốt bụng luôn. Ông làm công việc đồng áng ha, còn bà cố của em là bán bánh bèo ngoài chợ đó. Cái gì ông cố cũng rất là tốt. Tuy nhiên, có một cái điểm mà ai cũng nhắc ông hoài luôn nhưng mà ông không sửa được là ông bị một cái tật á. Ông mê đánh bài lắm. Cái chuyện mà ông đi chơi bài bạc này kia các kiểu tầm khoảng 12 mấy 1 giờ sáng, ông về là cái chuyện hết sức là bình thường. Tuy nhiên lúc đầu thì không sao nha, nhưng tới một cái đêm nọ, là một cái đêm trời rất là sáng trăng, ông đánh bài ở nhà hàng xóm tới tầm khoảng 3 giờ sáng á, thì ông mới từ đó trở về nhà của mình. Mà trên cái đoạn đường đi phải đi ngang qua một cái cây này dạng như là cổ thụ luôn đó, rất là lâu năm rồi. Và bà ngoại thì cũng không có nhớ chính xác là cây gì bị chuyện này nó, cũng từ rất là xưa. Thời điểm đó là vùng quê các bạn biết mà, nhà cửa người thì ít nhưng mà đồng ruộng với lại cây cối vườn tược nó rất là nhiều luôn. Nhìn ban đêm nó âm u lắm, tuy nhiên vẫn có cái ánh sáng trăng cho nên là ông cố ông đi thì ông cũng không sợ gì đâu. Tuy nhiên cái lúc mà ngang qua cái cây đó đó các bạn, thì ông nghe thấy có một cái tiếng. Cái tiếng này rõ ràng là cái tiếng ru con của một cái người phụ nữ, nghe nó cực kỳ da diết và nó rùng mình lắm kìa. Tự nhiên ông cố của em Lạc rùng mình ngang luôn. Thì ông cố mới nói nhẩm một cái câu á, là ông biết con cái nhà ai mà giờ này chưa ngủ ta. Thì lập tức sau đó cái tiếng của cái đứa trẻ con các bạn khóc lên rất là to, có thể nói là vang vọng cả một cái vùng không gian tăm tối như vậy. Thì lúc này ông cố dạng như là ổng bực quá, ổng mới chửi lại là mày nín mẹ mày đi, không biết con cái nhà ai mà không lo mà giờ này để nó khóc sùm vậy hả. Và sau lúc đó lập tức là ông cố nghe thấy có một cái tiếng cười các bạn, cái tiếng cười hí hí nó phát ra từ trên cái cây. Và theo cái quán tính á, ông nhìn lên thì trời đất ơi, chính mắt ông thấy nha, có một cái người phụ nữ tóc rất là dài, mặc một cái bộ đồ trắng. Và trên tay của cái người phụ nữ này đang ôm một cái đứa trẻ sơ sinh, nhìn từ trên cao xuống cái vị trí của ông cố em Lạc và nở một cái nụ cười nó ngoác, rộng tới tận mang tai luôn. Chưa dừng lại đó đâu, ông biết mình gặp ma rồi, ông rất là sợ nha các bạn. Và sau đó thì ông còn nghe cái hồn ma nữ nó nói đó, là con ơi, con ngủ cho ngoan đi, để mẹ bắt con tằng hắn về cho con chơi nha. Sau đó người phụ nữ các bạn lập tức lao từ trên cây, lao thẳng xuống người ông. Và đến cái đoạn này nè, là ông cố của em Lạc ngất xỉu ngay tại chỗ, khi mà ông thấy cái hồn ma bay xuyên qua người của mình. Cứ nằm ở đó từ lúc khoảng 3 mấy sáng cho tới khi mà mặt trời lên ha, thì những cái người hàng xóm ta đi đồng đi ruộng đó, ta phát hiện là ủa chết rồi sao ông này ông nằm giữa đường ta. Sợ là có cái chuyện không hay xảy ra nên là mới vội vàng đưa ông cố đi về nhà. Và ông sốt rất là cao, và trong cái cơn mê man đó các bạn, ông có nói nhảm á, ông có lẩm bẩm ông kêu á, là đừng có bắt tao đi. Thì cả nhà thấy như vậy, thoạt đầu tiên không có ai nghĩ đến chuyện tâm linh gì đâu, cứ nghĩ là ông này ông bị trúng gió thôi, do nằm ở ngoài trời lâu nên mới đè ông cố của em Lạc ra cạo gió quá trời luôn. Nhưng mà ông vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại ha, nhưng mà miệng liên tục cứ nói mớ như vậy. Cứ nằm từ suốt cái buổi sáng á, cho đến khi mà mặt trời lặn rồi, thì lúc này ông cố mới tỉnh lại ha. Ông kể là cái câu chuyện tối ngày hôm qua, tức là vào cái buổi rạng sáng tầm 3 mấy đó, cho cả nhà nhưng mà không có ai tin hết trơn. Lúc đó
nghĩ đâu chắc là ông trông gà hóa cướp, hoặc là kiểu đánh bài nhiều quá bị quán gà đó các bạn, nên là không có ai tin lời của ông cố kể hết trơn. Nhưng mà bỗng nhiên nha, ông đang ngồi trên giường á, thì bất chợt ông nhảy xuống và ông chạy xung quanh khắp căn nhà, và cái đôi mắt của ông á, nó đỏ rực như là hai cái bóng đèn cà na mà các bạn hay thấy ta đây, ta hay để lên trên bàn thờ á. Ông vừa chạy ông vừa chỉ tay xung quanh và ông hét lên là nó kìa, nó đến kiếm tao kìa, nó kìa. Cả nhà nhìn theo cái hướng tay của ông cố, tuy nhiên không thấy gì hết trơn. Không thấy có bất kỳ một cái người nào lạ, toàn là những cái người thân xung quanh gia đình không. Mà tại sao lại kêu là ai đến bắt ông cố? Nói ông ngoài, can ngăn ông ngoài, nhưng mà ông vẫn cứ hành động như vậy các bạn. Ông vẫn cứ hét, xong ông la, xong ông chỉ tay, và cái nét mặt của ông á, nó rất là hoảng sợ luôn. Từ lúc khi mà mặt trời lặn nha, cứ quấy như vậy đến tầm khoảng 3 giờ sáng á, thì giống như kiểu mệt quá hết sức rồi, cho nên là ông cố ngất xỉu. Và tất nhiên là câu chuyện chưa có dừng lại ở đó đâu. Qua cái ngày hôm sau khi mặt trời lên á, ông tỉnh rồi nha, ông lại tỉnh dậy lần thứ hai và ông cũng lặp lại cái hành động như chang ngày hôm qua vậy đó. Cho nên bà cố thấy sợ nên là mới đem ông vào bệnh viện để mà khám. Nhưng mà bác sĩ chẩn đoán chụp chiếu các kiểu luôn á, nói chung là làm đủ hết trơn rồi, nhưng không có tìm ra bệnh ha. Và bác sĩ kết luận á, là chắc bữa do ông sốt cao, chắc ông bị sốt cao vậy nên là ông mê sảng thôi chứ không có cái gì đâu. Nhưng cái lúc đưa về rồi thì câu chuyện này nó vẫn cứ lặp đi lặp lại. Cứ ngày nào cũng như vậy, mỗi lần ông tỉnh á, là ông sẽ chạy xung quanh nhà mắt long lên sòng sọc. Và ông cứ chỉ tay ra ngoài đường kêu là nó kìa, nó đến bắt tao kìa. Cứ lặp đi lặp lại như vậy các bạn tin không? Trong vòng khoảng là cả tuần trời luôn á, cho đến một cái ngày nọ. Cái ngày cuối cùng nha các bạn. Ông cố mới nói với bà cố á, và những cái người con của mình là: tụi bay ơi, nó bắt tao đi, tao phải đi thôi tụi bay ơi. Tụi bay ở lại nhớ không có được đi ngang qua cái cây to kia vào khuya, không á là nó theo tụi bay tới chết đó. Khi mà nghe xong không ai hiểu gì hết, tuy nhiên là cũng không kịp hiểu luôn các bạn, tại vì ông nói dứt câu mắt ông trợn lên và ông đi ngay lập tức luôn. Rất là bàng hoàng, kiểu là không nghĩ là vừa nói dứt câu xong là ông trút cái hơi thở cuối cùng như vậy. Tuy nhiên cũng nén cái nỗi đau thương lại ha, cố gắng là lo liệu cái tang sự cho ông cho nó chu đáo. Nhưng mà trong cái lúc đám tang á, có một cái người lạ mặt nha các bạn. Người này không phải là người quen của ông cố, cũng không phải là người trong xóm luôn, không biết từ đâu xuất hiện á. Khi mà gia đình đang tang gia bối rối á, cái người này điềm nhiên đi thẳng vào chỗ của bà cố em Lạc, nắm tay bà và nói đó: đúng 49 ngày chồng bà sẽ về thăm nhà thông qua một con bướm màu đen. Cái cánh của nó, tôi nói cho bà nghe nha, nó phải lớn bằng cái bàn tay của một cái người trưởng thành đó. Nó sẽ tới, bà phải nhớ nhắc con cháu của bà đúng cái ngày hôm đó là tề tụ đủ đây hết để cho ông chồng bà nhìn mặt lần cuối cùng. Và đây là tâm nguyện của ông chồng bà đó. Không biết cái người này từ đâu ra, tại sao xuất hiện và nói những cái câu chuyện lạ lùng như vậy. Nhưng mà do bà cố cũng đang đau buồn vì cái sự ra đi của ông cố, cho nên là bà cũng không có buồn bận tâm đâu, cũng quên bẵng đi chuyện đó luôn. Và sau thì đến đúng 49 ngày của ông cố em Lạc này nè, thì giống như kiểu là một cái cơ duyên các bạn, một cái cơ duyên á, là con cháu trong nhà tề tụ đủ không vắng mặt bất kỳ một ai hết. Bởi vì bên ngoài trời nó đang có bão nên là đâu ai đi ra làm việc, ra đồng hoặc là đi ra ngoài đường được đâu. Bên ngoài á, mưa giông gió giật, mọi người đóng hết cửa để mà tránh mưa tránh gió, và trời buổi tối thì bị cúp điện nữa. Nên là cả nhà có tập trung tại cái sảnh ở bên ngoài, cái khuôn viên chỗ phòng khách á. Tại vì bà ngoại nè, với lại các cậu, các dì còn nhỏ, nên là bà cố sợ những cái người con của mình á là chạy lung tung, cho nên là kêu là tập trung hết ở đây đi để bà canh chừng cho nó dễ. Và sau một hồi nha các bạn, tầm khoảng lúc đó nhớ đâu là khoảng 7 mấy 8 giờ hay gì đó, thì nghe tiếng của một cái ông cậu của em Lạc này hét lên là: trên bàn thờ ba có cái con gì kìa, trên bàn thờ ba có cái con gì kìa, to quá, to quá. Thì mọi người lúc đó nhìn theo lời của ông cậu này, ông la đó, thì đúng thiệt là thấy một cái con bướm rất là to, cái cánh của nó bự lắm kìa. Nhưng mà cái điều kỳ lạ chỗ này nè các bạn, bên ngoài thì mưa gió rất là lớn, gió thổi coi như là mưa bão mà, cửa thì đóng hết trơn rồi, con bướm này nó vào bằng cái đường nào? Và theo lời của bà ngoại em kể lại, lúc mà bà cố nhìn lên trên cái bàn thờ, thấy con bướm nó đang đậu trên cái di ảnh của chồng mình. Và một hồi sau thì bắt đầu bay lên và đậu trên đỉnh đầu của từng người con một. Và cuối cùng là đậu ở trên vai của bà cố rất là lâu. Và đợi như vậy, một hồi sau thì bà cố mới quay qua nói với bà ngoại là: con ơi, con mở cửa ra đi con, cho nó bay ra ngoài.
và tức thì sau câu nói đó, bà cố làm theo mở cánh cửa sổ ra thì con bướm nó bay thẳng vào trong cái trời ở bên ngoài. Nó đang mưa dông gió giật rất là lớn và nó biến mất luôn. Và tới đoạn này nè, bà cố nước mắt lưng tròng, các bạn khóc quá trời khóc luôn, và mới kể lại câu chuyện. Vào cái hôm đám tang của chồng mình, của ông cố đó, bà được nghe cái lời căn dặn của một cái người đàn ông lạ mặt bước tới đám tang và nói với bà những cái lời là chồng bà sẽ về thăm con cháu lần cuối vào lúc 49 ngày. Kết thúc cái sự kiện đầu tiên, qua đến cái sự kiện thứ hai ha. Gia đình của em Lạc thì không có ở chung với ông bà, cho nên là chỉ có 4 người thôi, bao gồm là ba mẹ của em Lạc này với lại một cái người em trai sinh đôi cùng trứng ha. À, xin lỗi, sinh đôi khác trứng. Em là con gái và em của em là con trai. Lúc nhỏ đó thì cái nhà cũ, vẫn ở cái nhà cũ ha. Cái nhà này thì nó, diện tích nó hẹp lắm các bạn, không có đủ chỗ để sinh hoạt cho 4 người, cho nên là ba mẹ của em quyết định xây lại căn nhà vào năm mà em Lạc học lớp 2. Và sau khi mà xây xong á, đi vào ở liền, tính định bụng là đợi một thời gian đi, sẽ rước cái bàn thờ Chúa, nhà này theo bên đạo Chúa ha. Rước cái bàn, thỉnh cái bàn thờ Chúa và làm phép nhà. Nhưng mà do cái khoảng thời gian vào cái lúc mà mới vừa cái nhà vừa xây lại đó, thì ba mẹ em cũng bận công chuyện đường này kia các kiểu lắm, cho nên là quên bẵng đi cái việc mà mình phải làm phép như vậy. Và cũng chính từ cái giây phút này nè, những cái câu chuyện ma quái trong nhà bắt đầu xảy ra ha. Vì do là nhà mới đó, nên là mỗi một cái đứa con như vậy, em Lạc với lại em trai của em, là mỗi đứa được phòng riêng cho nên vui lắm. Và ở trong phòng hai đứa bày trí giống nhau nè, bàn học kế bên giường ngủ, tủ áo và một cái quạt trần ở trên. Và ngay ngày đầu tiên em ngủ trong phòng mới, tự dưng nó bất an lắm các bạn. Một cái cảm giác mà em không biết diễn tả bằng lời như thế nào. Và bản thân em là một người rất là nhẹ vía ha, nhưng mà lúc đó cũng còn nhỏ nên em nghĩ chắc do mình lạ chỗ thôi. Nhưng mà không đâu, đến nửa cái đêm á các bạn, khi này em đang nằm ngủ say rồi, thì tự nhiên em bị giật mình. Em nhớ rất là rõ luôn, em bị giật mình bởi cái tiếng móng tay á, nó gõ xuống cái mặt bàn học. Cái bàn học của em là bằng gỗ, cho nên là cái âm thanh nó phát ra nghe nó rất là giòn, nghe nó cực kỳ rõ ràng. Và kèm theo đó là cái tiếng huýt sáo. Nhưng mà trong nhà của em á, chỉ có ba em là biết huýt sáo thôi. Nhưng giờ đó là ba em ngủ rồi, tại vì bình thường buổi sáng là chú phải dậy rất là sớm mà, cho nên ai là người tạo ra cái âm thanh huýt sáo vừa rồi. Lúc này học lớp 2 là tầm khoảng 7-8 tuổi ha các bạn, cho nên là em nghĩ trong đầu á, có thể là mình gặp một cái chuyện gì đó ma quỷ. Bởi vì em nhẹ vía cho nên là từ nhỏ cũng chuyện này chuyện kia thì em cũng đã ý thức được cái thế giới vô hình nó là như thế nào. Cho nên là em nằm ở trong cái chăn đó, trong cái mền đó, em run bần bật và em bắt đầu là em đọc kinh. Thì tự nhiên ha, cái tiếng đó nó im bặt. Và ngay khi mà em tưởng là mình thoát rồi các bạn, lập tức là bị bóng đè. Tay chân của em là cứng ngắc hết trơn. Và lúc này không phải là cái tiếng gõ lên trên cái bàn gỗ, không phải là cái tiếng huýt sáo nữa, mà là tiếng cười của một cái người đàn ông vang thẳng vào trong cái lỗ tai của em, nghe rất là rõ luôn. Tay chân thì không cử động được, cái âm thanh cười nó ma quái, nó giống như là từ âm ti vọng về vậy các bạn. Và tất nhiên trong cái hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, em đâu có biết phải làm sao đâu, ngoại trừ cái việc là em khóc và em đọc kinh, em cầu xin Chúa rất là nhiều. Và một lúc á, chắc là do vì mệt quá nên là em chìm vào trong cái giấc ngủ khi nào không hay. Ngay ngày đầu tiên căn nhà xây lại là nó đã bị như vậy rồi các bạn. Cho nên á, là suốt cả một cái tuần sau đó không có đêm nào em được yên hết trơn. Cứ đêm nào lặp lại đúng cái quy trình. Là đầu tiên là sẽ nghe cái tiếng gõ trên bàn học, tiếp theo là tiếng huýt sáo, tiếp theo là bóng đè và cuối cùng là cái tiếng cười của cái người đàn ông. Và em chịu hết nổi rồi, cho nên là có kể cho ba mẹ của mình nghe. Nhưng mà ba mẹ em thì không tin đâu, cứ bác đi hết, kêu là không phải đâu, chắc là con tưởng tượng hay là gì này kia các kiểu thôi, chứ làm cái gì mà có cái chuyện gì. Và đỉnh điểm là một cái buổi tối, hôm đó là em đang ngủ, em có nằm một cái giấc chiêm bao nó kinh khủng mà tới hiện tại em vẫn nhớ rất là rõ như in nha. Trong cái giấc chiêm bao đó là em đang chơi ở nhà của ngoại mình. Nhà ngoại với lại nhà em thì rất là gần nhau, cho nên là thường có chạy qua chạy lại để mà chơi á. Em đang đứng sát bên cạnh cái giường ngủ nè, thì có một cái bàn tay, nó rất là to luôn, như là tay của một cái con tinh tinh khỉ đột vậy đó các bạn, thò thẳng từ ở dưới chân giường. Nó nắm lấy cái chân của em và bắt đầu nó kéo. Nó kéo một phát một thôi là em ngã liền. Mà khi mà quay đầu về phía sau á, thì tất nhiên lúc mà em đang đứng bên cạnh cái giường thì em không thể nào thấy được cái bàn tay đó, cho đến khi mà em ngã sắp xuống đất, em quay đầu em nhìn lại, thì trời ơi, em
tá hỏa tâm tình hết trơn các bạn. Em chỉ thấy bàn tay thôi, chứ ngoài ra là trong cái phần bóng tối ở dưới cái gầm giường á, em không thấy bất kỳ một cái gì hết ngoại trừ một cái bàn tay lông lá đang nhô ra và chụp lấy cái chân của em. Em khóc quá trời khóc luôn, vì càng ngày cái bàn tay nó đang muốn kéo em vào sâu trong cái gầm giường. Em khóc quá trời khóc, la quá trời la luôn các bạn. Và không hiểu sao lúc đó nha, bà ngoại của em từ đầu tự nhiên xuất hiện. Bà không sợ đâu, bà cầm cây chổi, bà đuổi đánh nó, bà đánh vào cái cánh tay đó quá trời luôn. Và một hồi cánh tay đó nha các bạn, nó đứt, nó giống như kiểu là nó ai mà chặt cái cánh tay á mà nó rớt ra khỏi cái phần cùi chỏ vậy nè, giống như dạng tháo khớp xương luôn, thì cánh tay nó rớt ra ngoài. Và ngay lập tức bà ngoại lụm cái cánh tay đó lên các bạn, và bà nói lớn đó, mày dám chọc cháu tao hả, tao sẽ đốt cho mày cháy thành tro luôn. Vừa định bước ra ngoài sân, bà lấy cái thau lửa ra rồi nha các bạn, châm lửa lên rồi nha. Thì có một cái người đàn ông, ông này là phải là một ông cụ luôn á, rất là già rồi, đi ngoài đường á, tới ngay chỗ của bà ngoại và cản bà ngoại lại, vịn tay bà ngoại lại và nói với bà ngoại đó là bà ơi, bà đừng có đốt, bà đốt á là nó sẽ về nó báo thù đó. Nhưng mà bà ngoại không tin các bạn, một mực ha, giục cái cánh tay đó vào trong cái đống lửa. Và khi mà cái ánh sáng nó bùng lên đó các bạn, chính mắt em Lạc này nè, em đứng kế bên bà của mình, em nhìn vào trong cái đống lửa đang cháy đó, nó có xuất hiện một cái hình thù của một cái người đàn ông rất là cao lớn, mà thậm chí em còn nghe tiếng của ông hét á là tao sẽ trả thù. Và quá là sợ đi, cho nên là em giật mình, em tỉnh dậy ở trong cái thực tại luôn. Khi này nè, mồ hôi mẹ, mồ hôi con coi như là đổ ướt hết cả cái giường rồi các bạn. Em rất là sợ vì cái giấc mơ nó kinh hoàng quá đi. Nhưng chưa xong đâu nha. Ngay khi mà em chưa kịp định thần lại nữa thì có một cái lực gì đó nó nắm chặt lấy cái cổ chân của em, giống hệt như cái cảm giác ban nãy trong giấc mơ đó. Nó kéo giật một phát nha, là nửa cái người của em suýt là lao xuống dưới đất luôn rồi. Và em rất là sợ. Nhưng may mắn sao lúc này đó là em có hét lên được, và em khóc rất là to, em hét toáng lên luôn. Cho nên là ba mẹ của em giữa đêm nghe tiếng con gái của mình như vậy, cho nên có chạy vào và hỏi là có chuyện gì cho con, có chuyện gì cho con. Lúc đó em còn nhỏ mà sợ quá trời sợ, và em không có nói nên lời luôn. Và khi mà nhìn thấy con gái của mình như vậy, không hiểu chuyện gì hết, nhưng mà ba mẹ của em vẫn ẵm em để mà qua ngủ chung với ba mẹ trong cái đêm đó ha. Và đến cái ngày hôm sau á, khi mà em hoàn toàn em tỉnh táo và em bình tĩnh lại rồi, thì em có kể câu chuyện này cho ba mẹ của mình nghe. Nhưng mà lúc ba mẹ chưa kịp phản ứng á, thì cái người em trai của em đã nói trước rồi. Ba mẹ ơi, từ lúc mà con ở trong cái phòng á, tối nào cũng có một cái người đàn ông nói vào tai con là hãy nghe ta đàn nè. Sau đó là cái tiếng quạt trần kêu rất là to, dạng giống như là đồ cổ lâu năm. Nhưng mà nhà này vừa được xây mới, tất cả những cái đồ dùng trong nhà đều là đồ mới có hết trơn. Và cũng giống y hệt như là em Lạc ha. Cái âm thanh cuối cùng mà em trai của em nghe được á, là cái tiếng cười rất là man dại của một cái người đàn ông ở bên tai. Và cũng giống như Lạc, em trai của em rất là sợ, nhưng mà không dám kể. Cho đến khi mà em Lạc này em kể về cái câu chuyện, về cái giấc mơ và về cái chuyện hôm qua em đang nằm ở trên cái giường mà bị kéo chân như vậy. Em Lạc nhớ rất là kỹ cái ngày hôm đó ha, khi mà em kể chi tiết câu chuyện là mình bị như nào như nào như nào đó, thì ba mẹ em không có phản ứng gì nhiều đâu, cũng chỉ trầm ngâm thôi. Và một hồi sau thì chú có kêu cô là thôi giờ đưa tụi nhỏ đi học đi. Và kết thúc cái ngày học ngày hôm đó, ngay cái buổi chiều khi mà em Lạc với lại người em trai của em về tới nhà đó, thì Lạc nhớ là có một cái người đàn ông lạ mặt bước vào trong nhà ha, cùng lúc với hai chị em đi về luôn. Nói thêm một xíu là mẹ thì bán tạp hóa. Cái người đàn ông này không có mua cái gì hết, nhưng mà tự nhiên nói với lại mẹ của em rằng á, lại tự nhiên hỏi luôn, cũng giống như y hệt trong cái sự kiện đầu tiên. Một cái người đàn ông lạ mặt tự nhiên xuất hiện và nói với bà cố em về câu chuyện là ông cố sẽ về vào lúc 49 ngày á. Thì cái ông này nè, ông mới hỏi mẹ là có phải là cái căn nhà của chị đó mới xây, nhưng mà hai đứa con của chị á, gặp phải những cái chuyện tâm linh không? Thì nghe như vậy, lúc đầu thì mẹ của em Lạc thì cũng hơi gọi là bất ngờ thôi, tại vì cũng có những cái câu chuyện lừa đảo hay kiểu vậy lắm. Cho nên là cô hỏi lại là ủa sao mà ông biết. Thì cái người đàn ông nó trả lời nha, rất là gãy gọn, nói chuyện rất là từ từ luôn các bạn. Không những vậy đâu nha, tôi còn biết á, là kế bên nhà chị, cái người hàng xóm nè, có phải là một cái người làm ăn rất là chăm chỉ, con cái không quậy phá gì hết, nhưng mà vẫn không đủ ăn, có đúng không? Khi mà nghe cái người đàn ông đó nói xong thì mẹ của em Lạc ngẫm lại. Đúng thiệt, tại vì cái nhà hàng xóm á, cái cô này cũng hiền lắm luôn.
có ba người gái và hai người trai cũng rất là chăm chỉ làm lụng luôn, không có ai phá, không ai chơi bời, không có ai rượu chè mà cờ bạc cái gì hết. Và bản thân cô chú hàng xóm đó cũng rất là chăm chỉ và hiền lành lắm nha các bạn. Ở trong cái sân nhà nó có trồng mấy cái cây ăn trái đó, thì đến khi nào mà mấy cái cây này nó ra quả nha là đều đem đi để mà chia cho những cái người xung quanh, hiền lành và tốt bụng như vậy. Nhưng mà không bao giờ đủ ăn hết, lúc nào trong nhà cũng có chuyện này chuyện kia xảy ra, không bệnh thì bị tai nạn. Và thậm chí là cái người con trai trong cái nhà đó đi làm mà bị tông xe rất là nặng, gần như là nát cả đôi chân luôn á, là phải bắt vít với lại sắp xương lại. Thì các bạn nghĩ đi, nó kinh khủng tới mức như thế nào, tiền không bao giờ giữ được trong nhà, hầu như á 90% là phải đi vay mượn hết rồi các bạn. Và lúc mà biết được cái người đàn ông kia tự nhiên nói đúng á, thì mẹ của em Lạc mới hỏi lại là tại sao ông biết những cái chuyện đó. Thì cái người đàn ông này trả lời: cô biết làm sao không, chị biết làm sao không, bởi vì tôi nói chị nghe nè, trên cái mảnh đất dưới cái chuồng bò của cái nhà hàng xóm chị đó có xác của một cái người đàn ông bị chết vào cái thời chiến tranh. Hên cho nhà chị á, là cái xác đó cách cái miếng đất của nhà chị gần tới một gang tay, nên chị bị hù chứ không có phá được. Chính xác không phải là không mà là chưa phá được, bởi vì cái ông kia, cái hồn ma kia đã vào được trong nhà của chị rồi. Gia đình chị có hai đứa con nhỏ nữa, coi chừng ông bắt hồn đi lúc nào không hay đâu. Nghe tới đây nha các bạn, 50-60% á là tin lời ông này, ông nói đúng rồi. Tại vì rõ ràng ông là một cái người lạ mà không có thấy là hàng xóm quanh khu này, mà ông lại nói vanh vách như vậy. Nhưng cái câu sau đó của ông nói đó làm cho cô rất là tức luôn. Tại vì ông kêu á, là tôi nói chị biết, còn một chuyện nữa là chị gián tiếp, chị là một cái người gián tiếp giết người đó. Nghe tới đây kiểu là hoảng hốt lắm, hết hồn lắm. Bởi là đó giờ cô sống rất là đàng hoàng, không có hại ai, tại sao cái ông nội này lại phán mình là người như vậy. Và cô định đuổi ổng đi rồi, thì ổng lại nói đó: chị từ từ, nghe tôi nói xong rồi chị hãy đuổi tôi đi sao. Chị nghe tôi nói cho hết đi. Nhớ lại nghe, có phải mấy tháng trước á, có một cái người phụ nữ đi lại mượn tiền chị, nhưng mà khi chị hỏi lý do đó thì cái người kia chị ậm ừ cho nó qua không, có phải không? Nhưng mà cuối cùng chị cũng cho cái người kia mượn tiền, có đúng không? Thì cô nghĩ lại các bạn, thì đúng thiệt là mấy tháng trước có một cái cô Tư ở cuối xóm mượn tiền của mẹ em Lạc này nè, mượn một khoản mà cần rất là gấp. Nhưng mà khi mà mẹ của Lạc hỏi cái lý do đó thì cái cô Tư kia chỉ ậm ừ hoặc là nói lảng đi cái chuyện khác thôi. Tuy nhiên cái lúc đó mẹ của Lạc nghĩ chắc là chuyện gia đình nhạy cảm, bị là nhiều khi người ta cũng khó nói, cho nên là thôi cũng không hỏi nữa, vẫn đem tiền cho mượn. Thì lúc này nè, cô bắt đầu là cô yên lặng nha, để chờ coi cái người đàn ông kia nói tiếp cái điều gì. Thì ổng kêu lại đó là cái người phụ nữ đó, cô biết mượn tiền làm cái gì không? Là để đi phá cái thai đó. Cái đứa trẻ ở trong bụng của cái người phụ nữ đó nó oán chị, tại sao lại tiếp tay cho mẹ nó giết nó, nên nó phá cho nhà chị không có làm ăn được đó. Tới cái đoạn này nè, ngẫm nghĩ lại thì ông này ông nói đúng thiệt. Gia đình của em hồi trước á, và lúc cái giai đoạn đó thì không phải là dạng giàu có, tuy nhiên vẫn là của ăn của để nha các bạn. Từ cái lúc mà xây nhà lên cho đến trước khi mà ông này ông tới nè, rất là nhiều những cái chuyện trục trặc tiền bạc hoặc là làm ra tiền á, nhưng mà nó trầy trật vô cùng luôn. Và cuối cùng biết là mình gặp được cao nhân rồi, thì ông này ông có đưa cho mẹ của em Lạc một cái tấm bùa, nhưng mà do cái đạo của gia đình á nên là cô có từ chối. Lúc đầu cô nói là không có được đâu, bị gia đình tôi là theo đạo Thiên Chúa vậy đó, mặc dù tôi rất là cảm ơn ông nhưng mà giờ tôi không có nhận được. Nhưng cái người đàn ông kia kêu: tôi biết là gia đình chị theo đạo như vậy, cho nên là tôi chỉ đưa cho chị một cái lá bùa này thôi, chứ không có bắt chị là phải cúng kiến đồ này kia các kiểu, mà tôi cũng không có lấy tiền lấy bạc gì hết trơn á. Chị nghe lời tôi đi, chị cầm lá bùa này nè, chị đào ngay cái sảnh trước nhà dưới cây cột trung tâm của căn nhà đó, rồi chôn nha, chôn phải thật là sâu nha. Và chị phải chặt thêm hai cái cây ở ngoài sân vườn nhà chị đi, bởi vì hai cái cây đó nó hút âm khí nhiều lắm, chặt hai cái cây đó đi. Và khi mà đưa lá bùa cho mẹ của em Lạc xong, ông này quay gót bỏ đi luôn các bạn. Mặc dù là mẹ có cố gắng mẹ kêu lại để mà gửi tiền cảm ơn đồ này kia các kiểu, để mà biết cái lòng thành bị lần ta giúp mình á, nhưng mà ông này ông đi luôn. Ông đi rất là nhanh, giống như kiểu ông biến mất trong không khí vậy đó các bạn. Và sau thì cô cũng làm theo lời của ông thầy này chỉ, và thỉnh tượng Chúa để trong nhà và làm phép nhà. Thì mọi chuyện không còn gặp nữa ha. Cái tiếng cười cũng như là những cái giấc mơ ám ảnh và câu chuyện bị bóng đè của hai chị em biến mất hết. Và cái sự vụ làm ăn của gia đình nó cũng rất là trơn tru giống như là ngày xưa đó. Và kể thêm một xíu nữa, cái người đàn ông này không biết là ở đâu ra, ông xuất hiện và ông biến mất tựa như một cái làn khói vậy. Tại vì cô bản thân mẹ của em Lạc đó
có đi hỏi những cái người xung quanh về có gặp cái người đàn ông mà cao ráo như vậy, cái dáng dấp là như vậy, cô tả là như vậy đó. Nhưng mà tất cả những cái người ở trong khu này họ đều kêu lại là ngay cái bữa mà mẹ của em kêu là mẹ em gặp đó, thì không ai nhìn thấy cái người đàn ông này hết trơn. Và đó là kết thúc cái sự kiện thứ hai, qua đến cái sự kiện thứ ba ha. Như Nguyễn có nói đó, bản thân em Lạc này với cái người em của mình là sinh đôi, cho nên khi vào lớp 6, muốn cho con mình có môi trường học tốt hơn nên mẹ em có cho hai chị em học tại một cái trường ở Sài Gòn. Quê nhà của mọi người của em Lạc này là ở Kon Tum ha. Vì là học sinh ở tỉnh á, và không có người thân ở trên Sài Gòn nên là bắt buộc phải học nội trú. Và cái ngôi trường mà em theo học là trường vừa cấp 2 vừa cấp 3 ở quận Bình Tân, và em xin phép được giấu tên. Và có miêu tả một xíu là cái trường này á, nó có 4 tầng, những cái tầng dưới là để học và tầng trên cùng thì làm cái khu nội trú. Trường có 2 dãy xếp thành hình chữ L, nên là trên cùng có 2 dãy làm nội trú cho cả nam với cả nữ đó. Đầu và cuối của mỗi dãy đều có cổng sắt để mà khóa phòng hờ những cái học sinh khác chạy lên trên, hoặc là những cái người không liên quan người ta đột nhập vào cái khu riêng tư này. Và mỗi một cái dãy nội trú như vậy gồm 7 phòng được chia ra làm, cho chia ra cho hai cái cô quản về giờ giấc cũng như là cái nếp sống này kia. Và lúc mà em Lạc mới vào là năm lớp 6, được xếp chung phòng với lại các chị học năm lớp 8 với lại lớp 9 á. Và mỗi phòng thì như vậy thì nó cũng rất là rộng lắm. Nó có hai cái dãy giường tầng, ở giữa là một cái đường đi ha. Và cỡ tầm khoảng mười mấy cái giường như vậy đó các bạn. Và trường có một cái quy định á, là cho học sinh nội trú là 5 giờ rưỡi, cái bác bảo vệ sẽ dạy đánh cái trống và học sinh sẽ tập trung xuống sân tập thể dục, rồi mới trở lại lên trên phòng của mình để mới làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục đi học. Cái này nó y chang như ngày xưa mà bạn nào đi học kỳ quân sự ở trong ở trên đại học hoặc cao đẳng, nó làm giống y chang vậy đó. Và lúc đầu thì mọi chuyện cũng bình thường lắm, cho đến một cái đợt đang ôn thi học kỳ. Theo quy định là ôn thi học kỳ không cần phải xuống lớp, cho nên là mọi người đều ở trên phòng để mà học bài ha. Thì có một cái cô lao công, cô này cô tên là cô Tuyết. Nói thêm chút xíu nữa là khu vực học nội trú á, có một cái phòng giặt đồ chung cho nam và cho nữ. Và những cái cô lao công này nè là người đảm nhiệm cái việc giặt đồ cũng như là cái việc vệ sinh cho tất cả những cái phòng ở luôn. Ngay thời điểm đó, trong phòng có 6 người, trong phòng của em Lạc có 6 người ha. Thì cô lao công tên Tuyết á, cô vào cô dọn dẹp vệ sinh và mọi người rất là quý cô vì cô rất là dễ thương, là được mọi người yêu mến. Và em Lạc này, thì mà thấy cô á, em có tình cờ hỏi cô một câu là cô ở đây lâu chưa? Thì cô trả lời là tao làm ở đây từ lúc trường mới vừa thành lập luôn đó, làm lâu lắm rồi. Thì có một cái người bạn của em tên là Trang mới hỏi cô Tuyết á là cô có cái chuyện ma gì về cái trường này không cô? Cô kể cho tụi em nghe với. Trong đầu của mọi người lúc đó thì mọi người nghĩ là giỡn thôi, và hỏi xong câu đó thì mọi người cũng cười, cũng giỡn hớt vui vẻ lắm. Nhưng không ngờ gương mặt của cô Tuyết kia biến sắc liền các bạn. Mặt cô nghiêm lại và cô kêu: đừng có nói bậy bạ nha, giữ mồm giữ miệng đi, lo học đi, cô đi làm. Nhận được cái thái độ như vậy, mấy em học sinh này nè nhìn nhau, cảm giác tò mò nó hiếu kỳ lắm, vì cái phản ứng rất là nghiêm trọng của cô Tuyết, nên mới năn nỉ cô Tuyết á, là cô bộ có chuyện gì hả cô? Cô kể đi cô. Cô năn nỉ á, là tụi con hứa là sẽ không có nói với ai đâu cô. Con năn nỉ cô á, cứ kể đi cô, là cái phòng này có ma phải không cô? Và lúc đó thấy mấy em năn nỉ quá trời nên là cô Tuyết mới im lặng một hồi, rồi cô ngồi xuống và cô bắt đầu cô kể lại đó, là cách đây mấy năm đúng trên cái giường này nè, cô đưa tay chỉ vào ngay cái giường mà em Lạc này em đang nằm luôn, có một cái con bé nó học lớp 9, bố mẹ của nó quản nghiêm dữ lắm, ép nó học dữ lắm, lúc nào cũng thấy nó là người học cuối cùng ở trong lớp học buổi tối của khu nội trú. Tuần nào cũng như tuần nào hết trơn, bố mẹ nó vào trong khu nội trú kiểm tra này kia coi nó có học tốt không, kết quả của nó như thế nào. Và con bé đó, mấy đứa biết không, nó bị áp lực tới cái nỗi mà khi mọi người đã ngủ á, thì nó lấy cái dao lam, nó cắt cái cổ tay, và do buổi tối không ai phát hiện nên là nó mất máu nhiều và chết ngay trên cái giường đó luôn. Từ đó, cả cái khu nội trú này nè, lâu lâu lại thấy bóng dáng của con bé đó xuất hiện với cái tà áo dài trắng và cái mái tóc rất là dài. Và tụi bay biết không, có một lần vào lúc buổi cuối tuần có nhiều học sinh được bố mẹ đón ra ngoài, nên bình thường á, hai ngày cuối tuần phòng nội trú nó vắng lắm, thì trong phòng của mấy cái chị mà học 12 nữa mấy đứa, còn có ba nhỏ kia kìa ở lại trong phòng. Có một cái người á, đang nằm đọc truyện, tự nhiên quay qua cái giường đối diện thì thấy có người đang ngồi, thì cái người đó không có nghĩ gì nhiều đâu. Một lúc sau, có thêm một cái người khác cũng trong phòng nó đi về, cho nên là cái con bé ban nãy đó, nó đang ngồi đọc truyện, nó mới nói với thằng nhỏ mới bước vô á, là ê, nhỏ kia tên Sương ha,
Ê, Sương, mày mới đi đâu về hả Sương? Hồi nãy giờ tao tưởng mày ngồi kế bên. Thì con bé tên Sương kia lại kêu. Đâu có đâu, nãy giờ tao nói chuyện với mẹ tao dưới sân mà. Thì cái con bé mà đang đầm đọc truyện nãy giờ á, lại trả lời với con bé Sương là nếu mà không phải mày chắc là con Bích quá. Thì cái người tên Sương kia lại nói tiếp. Mày giỡn hoài, con Bích nó ra ngoài từ chiều mà, sáng mai nó mới vào. Thì ngay lập tức cái người mà đọc truyện bỏ cái cuốn truyện xuống luôn, quay qua nhìn mặt của cái người tên Sương kia với cái ánh mắt rất là hoang mang và hỏi á, vậy hồi nãy giờ con mình tao ở trong phòng thì ai là người ngồi ở cái giường bên kia nếu như không phải hai đứa mày? Và khỏi phải nói rồi, trong những cái giây phút như vậy, hai người kia chắc chắn đều sẽ nghĩ tới cái cô nữ sinh ngày xưa chết ở trong căn phòng này bởi những cái lời đồn đại rất là nhiều rồi các bạn. Lập tức la làng la xóm lên chạy ra khỏi phòng và vô tình gặp cái cô quản khu nội trú đó. Thì cô có hỏi là có chuyện gì vậy các em? Và sau khi nghe hai cái người đó kể lại câu chuyện vừa rồi, thì cô quản nội trú này sắp xếp cho hai người này ngủ ở tại một căn phòng khác đông người hơn. Và khi mà cô Tuyết lao công, cô kết thúc cái câu chuyện của mình thì mấy em này ở trong phòng sợ lắm. Nhưng mà tụi em lại nghĩ lúc nào tụi mình cũng ở đông người mà, nên chắc là không gặp đâu. Nên tụi em nghe rồi thì cũng không có để trong lòng. Nhưng rất là nhanh thôi các bạn, chính bản thân em Lạc này là người gặp. Lúc đó thì cũng là một cái ngày học bình thường, nhưng mà em lại dậy rất là sớm, tầm khoảng 5 giờ. Như Nguyễn có nói đó, 5 giờ rưỡi là trường mới đánh trống. Bản thân của em Lạc là một cái người rất là thích ngủ, nhưng mà hôm đó không biết vì sao mà em lại dậy sớm như vậy và cơ thể không cảm giác mệt mỏi gì hết trơn. Và em định bụng á, là bây giờ mình sẽ vào vệ sinh cá nhân trước để 1 tiếng nữa khỏi chen lấn. Và cái lúc mà em tỉnh các bạn, em nhìn về cái phía dãy giường đối diện thì cũng có một cái chị. Mọi người ngủ là mắt mùng để ngủ ha. Thì cái chị đó chị cũng dậy rồi, người này em gọi là chị Duyên. Thì em mới nói với lại người tên Duyên đó là chị Duyên ơi, chị Duyên, sao chị dậy sớm vậy? Bây giờ chị đi đánh răng không, em chờ nè. Nhưng mà chị Duyên là khi này là đang bận dọn cái giường, cho nên là Duyên có trả lời em Lạc đó là thôi em đi trước đi, chị ra làm sao, chị đang bận xếp mùng mờ này, dọn mấy cái đồ này chút xíu. Nghe vậy thì thôi kệ thôi, em cứ đi trước vậy đó. Và nói thêm một xíu nữa là cái cô quản nội trú là một cái cô trung niên rồi, và bình thường cô cũng dậy rất là sớm, tầm khoảng 5 giờ là cô sẽ dậy trước để mà cô đi thể dục ha. Và trên đường em ôm đồ ra tới nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt rất là bình thường. Nhưng em chờ hoài không có thấy là cái bà Duyên kia bà tới, bị là sao bà xếp mùng gối gì mà lâu dữ vậy ta. Và chắc chắn khi này trong nhà vệ sinh chỉ có một mình em Lạc mà thôi. Nhưng khi em vừa mới đánh răng á, thì ở trong cái phòng vệ sinh vang lên cái tiếng xả nước. Em đứng hồi nãy giờ, em rửa mặt này kia rất là lâu rồi, chắc chắn là không có ai có thể bước vào trong cái khu vực toilet á mà không đi ngang em được. Hơi chột dạ rồi nha các bạn. Em đứng đó rồi nha, hơi chột dạ rồi nha. Em quay đầu em liếc em nhìn qua thì vẫn thấy mọi thứ nó rất là bình thường, không có gì đặc biệt hết, cho đến khi em phun cái nước ở trong cái miệng của mình ra đó các bạn, đưa tay rửa mặt gì nè. Và lúc em ngẩng lên nhìn thẳng vào trong cái gương thì trời ơi, em muốn chết ngay tại chỗ luôn đó. Tại vì có một cái nhân dáng đứng ở ngay sau lưng em, là khuôn mặt của một cái người con gái trắng toát, mái tóc rất là dài, trên tay là một cây lược các bạn, cứ đang chải tóc như vậy nè. Cứ chảy chậm chậm. Và cái miệng của người ta đó đang nhe ra nhìn em và cười rất là quỷ dị luôn. Hồn vía coi như là lên mây hết trơn các bạn. Nhưng trời còn thương em nha. Bà độ á, là tự nhiên trong cái lúc mà em tưởng là em chết tại chỗ rồi, không biết có cái lực đẩy nào khiến cho em phải hét lên và em bỏ chạy ra ngoài. Và đến khi mà em về được tới phòng của mình á, là cũng cùng lúc em nghe cái tiếng đánh trống, mọi người là cũng rụt rà rụt rịch là người ta đi từ trên khu nội trú xuống dưới sân để mà tập thể dục. Và mặt trời cũng đang hừng hừng rồi, nên là em bắt đầu là em bình tĩnh lại ha. Em mới hòa vào trong cái dòng người đi xuống dưới. Nhưng khi này nè, vừa bước xuống dưới sân, vừa bước xuống tới ngay sân luôn, thì em thấy cái người tên Duyên á, đang đứng ở đó xếp hàng. Xong em mới nói với lại Duyên, ủa chị Duyên ơi, sao chị dậy sớm mà cũng thành dậy trễ rồi, sao chị không đi ra vệ sinh cá nhân với em luôn cho hồi nó khỏi chen hàng. Thì khi này chị Duyên mới trả lời lại một câu á, em nói gì giờ Lạc, dậy sớm gì em, chị mới dậy sau khi trống đánh mà em. Khựng lại liền các bạn, thấy là nó hơi sai sai liền. Thì em Lạc em mới trả lời á, là thôi chị ơi chị không giỡn nha, hồi nãy em dậy lúc khoảng 5 giờ 5 gì đó, em còn nói chuyện với chị mà sao giờ chị nói gì kỳ vậy chị Duyên. Nhưng mà con bé Duyên kia nó vẫn khăng khăng nó kêu á, là không, chị đâu có nói giỡn em chi đâu, chị nói thiệt mà. Nhưng mà nãy á, em thấy chị ngồi dậy ở đâu? Thì em Lạc này em thành thật em trả lời thôi, là em thấy chị ngồi ở giường của chị, đối diện giường em chứ đâu mà sao chị hỏi kỳ vậy.
Thì ngay cái lúc này nè các bạn, cái cô bé tên là Duyên nó im lặng một hồi rồi mới quay qua nói với lại em Lạc đó. Lạc ơi Lạc, cái giường đó chị Văn Mùng chị để đó chứ tối hôm qua chị ra qua giường của nhỏ An chị ngủ mà em. Thôi xong, tới đoạn này là biết rồi các bạn, thật ra là em Lạc đã gặp ma từ ngay trong cái căn phòng của mình lúc em vừa tỉnh, chứ không phải đợi tới lúc em đi vào trong toilet đâu. Nhưng giờ thôi, mọi chuyện cũng xong rồi. Em mới cố gắng giữ được cái bình tĩnh của mình. Và lúc mà mọi người tập thể dục xong đi lên lầu á, thì em có vô tình gặp cái cô quản nội trú. Như Nguyễn có nói bình thường là cô này có dậy rất là sớm, nhưng nếu hôm nay á mà cô này cổ thức dậy vào lúc 5 giờ như mọi khi, cổ đi vòng vòng xung quanh khu nội trú, đi toilet các kiểu để mà cô kiểm tra sẵn tiện tập thể dục luôn á, thì có thể là em Lạc này đã không gặp cái vong hù em trong nhà vệ sinh rồi. Cho nên em có hỏi cái cô quản nội trú á, là cô ơi, hôm nay sao cô dậy trễ vậy? Bộ cô đau bệnh ở đâu hả? Thì cô kia cổ uể oải cổ nói đó, không biết làm sao nữa nhưng mà cô mệt lắm. 5 giờ cô nghe tiếng đồng hồ của cô reo rồi nhưng mà cô dậy không nổi luôn, biết sao mà cô mệt dữ dội luôn em. Và trong khi đó, lúc mà về tới phòng rồi đó, cái người tên là Duyên Kiên, bé Duyên kể cái câu chuyện mà em Lạc vừa mới nói cho cái người tên là An nghe. Thì bé An này nè, lại nói với lại mọi người á, là tối hôm qua chị nói thiệt nha, là chị thấy em khuya rồi nhưng mà tự nhiên em ngồi dậy với em chải tóc. Dù chị kêu em đi ngủ đi nhưng mà em vẫn không nghe, em ngồi em chải tóc rất là lâu. Bản thân của em Lạc khi mà em nghe thấy cái chị An kia nói câu đó với mình á, em chết điếng ngay tại chỗ, em lạnh hết cả sống lưng luôn. Tại vì tối hôm qua em cũng giăng cái mùng em để đó, chứ em đã trốn qua cái giường khác để em ngủ mà, chứ em đâu có ngủ trong cái giường của mình đâu. Vậy thì cái nhân dáng mà cái người tên An kia gặp đang chải tóc ở trong cái mùng ngay trên cái giường của em Lạc này là ai? Hợp bàn mọi người lại với nhau kể ra tất cả những cái câu chuyện này, thì cuối cùng có một cái người kết luận đó. Thôi chết rồi Lạc ơi, cái vong đó nó khiến cho em thấy đó Lạc ơi. Sợ quá trời sợ các bạn. Đặc biệt là cái hình ảnh cái vong xuất hiện đằng sau lưng mình, trong cái hình ảnh phản chiếu của cái tấm gương ngay chỗ toilet á, em sợ quá trời sợ rồi. Nên bắt buộc là em phải kêu cái cô quản phòng á là cho em đổi giường đi, và em phải đeo thêm một cái sợi dây chuỗi mân côi nữa. Và nói thêm một điểm là ở nội trú tụi em á là không được đọc sách, không được truyện ma. Nếu như mà cái cô quản nội trú phát hiện nha, là sẽ tịch thu không trả vì bất kỳ cái lý do gì chăng nữa. Tịch thu là không trả, là không trả nha các bạn. Nhưng mà may mắn cuối cùng á là em cũng được đổi qua một cái giường khác, và mọi thứ sau này thì nó trộm vía nha, là khi đeo dây chuỗi mân côi rồi thì mọi thứ nó rất là yên bình. Và đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất, qua đến câu chuyện lớn thứ hai, và cũng chính là tiêu đề của video ngày hôm nay. Câu chuyện này do một em tên là Phương gửi về cho Nguyễn Nguyễn ha. Và em có tâm sự là dạo trước á, em có nghe được một cái câu chuyện mà Nguyễn, nội dung của cái video đó nói về ma gà. Em nghĩ là ma gà trong địa phương của em nhưng mà không phải ha. Cho nên là nhân cái dịp đó em quyết định gửi về cho Nguyễn một cái câu chuyện có thật của bản thân em về ma gà tại cái vùng Cao Bằng. Vào thời điểm mà em gửi chuyện về cho Nguyễn Nguyễn thì em 26 tuổi rồi. Gốc của em bên cha của em á, là bên Cao Bằng ha. Nhưng mà gia đình đã về miền Tây sống từ lúc mà em Phương này còn rất là nhỏ. Cha của em năm nay tầm khoảng 60, vào miền Nam lập nghiệp từ sớm và cưới mẹ ở miền Tây. Và trong nhà của nội em, nghe cha kể là ngày xưa thời của ông cố á, là có nuôi ma gà ha các bạn. Và nói ma gà vùng Cao Bằng, chắc là theo như em nghĩ là chắc mọi người sẽ cảm giác nó hơi lạ. Em thì thường là em chỉ nghe, và cái thời xưa trước khi mà xảy ra câu chuyện này đó, em chỉ nghe kiểu là bắt rất là nhiều động vật có độc bỏ vô cái chum nuôi, rồi đến cái ngày cúng bái để gia đình xong rồi được may mắn các kiểu. Và ma gà sẽ giữ nhà cho gia chủ. Và một cái điều nhận diện, gia đình nào mà có người nuôi ma gà, khi mà có con có cháu á, thì cái màu mắt nó sẽ rất là trong và nó cực kỳ đẹp luôn. Tuy nhiên, có những cái lần mà em Phương em tự soi gương, em để ý cái màu mắt của mình á, thì em thấy nó cũng rất là bình thường giống như ba người khác thôi. Và câu chuyện xảy ra vào cái năm mà em Phương tầm khoảng 24-25 tuổi. Em có quen một cái anh kia kìa. Anh này anh làm công an ha. Và tụi em thì thân nhau lắm. Và bản thân cái anh đó, anh này anh tên là anh Minh. Anh thường xuyên phải đi qua các tỉnh như là Sóc Trăng, rồi Hồng Ngự, cạnh biên giới Campuchia, rồi các kiểu để mà anh làm công tác đó. Và bản thân em thì thường nhắc cái anh này á, là đi những cái nơi xa lạ như vậy thì không bao giờ anh nên, là không bao giờ nên là khai tuổi thật, tên thật của mình ra để tránh bị bỏ bùa yêu. Và ở khu vực em á, là những cái người lớn đều biết chuyện này nên là đều căn dặn con cháu như vậy. Và bản thân anh thì làm công an mà,
Nên lúc đầu cũng không có tin mấy cái chuyện tâm linh đâu. Anh cũng nghĩ suy nghĩ rất là đơn giản và rất là bình thường. Và sau một cái thời gian dài rong ruổi phải đi công tác khắp nơi như vậy, cuối cùng mới được ổn định ở tại địa phương ha. Và anh Minh này không phải di chuyển qua các địa bàn khác để mà hỗ trợ nữa. Và cũng lúc này chính là khi sự việc bắt đầu. Cái thời gian lúc mà anh mới về đó, anh mới về ổn định ở tại khu vực mình sinh sống từ nhỏ anh lớn đó, anh này anh lạ lắm các bạn. Cái cảm giác em Phương này em nói là cảm giác như anh này anh xa cách em lắm. Bản thân bác gái là mẹ của anh Minh này nè kể lại là con trai của mình thường xuyên bị nhức đầu, có những khi là ban đêm á nói sẵn nữa các bạn, la làng la sớm lên ngủ mớ rồi nói tùm lum tùm la chuyện hết trơn. Mà mới đầu nhà cũng nghĩ là anh này anh bị bệnh, nhưng mà đưa ảnh đi khám bệnh nhiều chỗ, bác sĩ này nọ các kiểu rồi thì không có chẩn đoán ra là bị cái gì hết trơn. Và lúc mà em Phương em tới hỏi thăm gia đình á thì anh Minh này kiểu giống như là ảnh né em Phương vậy đó. Cái phản ứng của ảnh nó kịch liệt lắm cả các bạn. Mặc dù hồi trước đó hai người chưa từng cãi nhau hoặc là chưa từng có một cái bất đồng bất hòa gì trong cái suy nghĩ hết trơn á, khi mà ngồi nói chuyện với lại mẹ của anh á, nói chuyện với cô á, thì cô cũng nghĩ là chắc là có chuyện gì rồi nên là con mình mới như vậy, nên là gặng hỏi em Phương là hai đứa có cãi nhau hay không, nói thiệt cho cô biết đi. Nhưng mà em Phương vẫn kêu khẳng định chắc chắn là không có. Và nó cứ kéo dài liên tục trong khoảng tầm một tháng trời các bạn. Anh Minh này gần như là anh suy kiệt luôn. Anh nằm ở trên giường mắt đờ đẫn giống như là người không có hồn vậy đó. Và cái lúc mà ngủ á, anh nói mớ lắm các bạn. Anh đòi á là cho tôi đi xuống Sóc Trăng, cho tôi xuống Sóc Trăng, tôi đòi ăn bánh bía. Anh nói á là anh sẽ xuống đó, anh sẽ xuống đó với em, anh xuống đó anh ăn bánh bía với em nha. Cứ lặp đi lặp lại những cái câu nói mà không ai hiểu gì hết trơn các bạn, giống như kiểu là bị trả bài vậy đó. Và đến khi mà anh này anh giật mình anh tỉnh dậy thì anh la lên, xong rồi anh nằm như cái xác không hồn tiếp. Nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và sau khoảng gần hơn một tháng á, gần như theo lời của em Phương kể em qua em thăm là em thiếu điều là em không muốn, tức là em không thể nào mà em nhận ra được cái người tên Minh cao lớn khỏe mạnh mà mình từng quen lúc trước nữa. Lúc mà đi về nhà của mình á, em có thử nói với ba của em ha, nói với cha em, nhưng mà em không có dám nói là người yêu đâu. Em chỉ dám nói mấy mé là dạ bạn con bị như vậy đó, tự nhiên dạo này khác quá à. Xong rồi kiểu phản ứng mà hay nói mớ hay vậy đó ba. Con thì con không biết có phải không, nhưng mà nhà của bạn con làm công an nên là bị không có tin vào tâm linh bùa ngải gì đâu. Và ba của em không do dự phán thẳng một câu là trời ơi có gì đâu con, nó bị bỏ bùa chứ gì, không tin á không gỡ nha. Thì bây giờ cứ để cho cái bùa nó hành đi, thằng này nó điên nó dại rồi cuối cùng kiểu gì á nó cũng chết rồi. Khỏi phải nói rồi, em Phương nghe như vậy thì tá hỏa tâm tình hết trơn. Em mới gọi điện em nói chuyện với lại mẹ của anh Minh á. Và mới đầu là có cái người bác trai ở đó là ba của anh Minh á. Thì bác trai nhất quyết là bác trai không tin, nên là bác gái cũng không có dám nói chuyện gì nữa, cũng không có dám đề cập sâu vào. Nhưng mà do em Phương em thuyết phục, em nói hết nước hết cái luôn, thì bác gái mới nửa tin nửa ngờ ha. Và nhân một cái vụ khi mà thấy chồng mình không có nhà rồi, thì bác gái mới gọi điện cho em Phương là bây giờ con ơi con qua nhà của bác đi. Hai cô cháu là nói chuyện với nhau dữ trời lắm các bạn. Và khi này hai người mới lục khắp nhà luôn. Tại vì nếu như mà theo như lời của những cái câu chuyện hồi trước người ta nói là ếm bùa yêu á, là một là nó phải có một bị một cái lá bùa ếm vào trong người, hai á là nó phải có một cái vật gì đó ở bên cạnh. Cho nên là cả hai người lục tung khắp nhà lên để mà coi là có cái gì lạ không. Lúc đầu á tìm trong nhà không thấy đâu nha. Trong phòng của ảnh á, học bàn, học tủ, rồi ghế, xong mà dưới gầm giường các kiểu lực tung lên hết luôn các bạn. Nhưng không thấy là không thấy, cho đến khi hai cô cháu mới đi xuống cái xe máy á. Anh này thì ảnh đi cái xe mà cái cốp nó to lắm nha các bạn. Mở lên coi, lục kỹ trong đó, tá hỏa luôn. Chính em Phương với lại bác gái bác thấy á, là có một cái gói vải màu nâu nằm ở cái đáy cốp xe. Cái màu của nó đẹp với màu của cái cốp nữa. Và thêm một cái điểm là anh này nè, ảnh chuyên bỏ đồ linh tinh trong đó, nên là nó nằm tuốt ở dưới chắc chắn là đàn ông mà nhiều khi người ta cũng không có để ý, kiểu là tính nó không có được kỹ như phụ nữ đó, nên chắc chắn kiểu gì cũng sẽ dễ dàng bỏ qua và không hề chú ý tới cái vật này là cái gì hết. Và lúc mở cái đó là coi các bạn, ở bên trong cái gói đó nó là một cái cục đất, dạng đất sét. Nó màu đen đen pha với lại cái màu ngà nó hơi cháo lòng. Và hình như là nó nặng cái hình thù giống như là có hai người, một trai một gái đang ôm nhau vậy đó. Và quấn quanh là một cái miếng vải vàng ghi bùa chú lúng tung hết trơn. Và kẹp ở giữa là một cái miếng vải thô màu đỏ có một cái vệt. Nhìn kỹ ra đó các bạn, nó y hệt như là cái vệt máu luôn.
Lúc này tôi biết chắc chắn mười mươi rồi. Không thể nào mà con trai mình lại chứa một cái vật giống ý chắc chắn là bùa luôn ở trong cái cốp xe như vậy được. Nên là hai cô cháu nha, mới lén bắt xe lên trên An Giang để mà tìm thầy. Và cái đoạn này là vẫn không có cho bác trai hay. Chỉ nói là kiểu kêu là hai cô cháu là giờ đi khấn chùa Bà cầu bình an cho anh Minh thôi. Và lên đó các bạn vất vả ngược xuôi qua lại các kiểu thì tìm được một cái ông thầy. Lúc mà mới bước vô nhà, ổng nhìn em Phương với một cái thái độ nó rất là lạ, giống như ổng dè chừng cái gì đó các bạn. Và cuối cùng khi mà hai cô cháu đưa cái cục bùa ra đó, ổng nhìn sau đó là ổng lắc đầu luôn. Ổng chê luôn các bạn, ổng nói trễ rồi. Gia đình hốt hoảng lắm, mới hỏi là ủa sao vậy thầy, ý thầy là sao, là trễ sao? Thì ông thầy bùa ổng giải thích là cái cục bùa này nó ếm qua 49 ngày rồi. Cái người mà yểm bùa là nữ nha, dùng cái này rất là nặng. Và ở trong cái miếng vải đó còn có máu kinh của họ nữa, và tóc của cái anh này nè. Cho nên nó ếm kiểu này, không thương nó, không ở với nó thì nó hành cho đến chết luôn. Bây giờ bản thân tôi nói thiệt là tôi cứu không được nữa rồi. Các bạn tưởng tượng đi, khi mà cả cô với lại em Phương này nghe xong câu đó là tay chân bủng rủng hết trơn các bạn. Quỳ lại năn nỉ van xin ông thầy bùa làm ơn cứu giùm con mình, cứu giùm người yêu của mình. Nhưng mà ông thầy lắc đầu, ông chê, ông từ chối, ông không có làm được. Tôi không có cứu được nữa đâu, mà tôi nói thiệt luôn á. Tôi cam đoan là không ai cứu được cái ca này đâu. Nó ếm độc địa lắm. Tuy nhiên, không bỏ cuộc nha các bạn. Bản thân em Phương với lại cô thì cũng có tìm thêm vài người nữa. Nhưng mà cũng giống như ông thầy đầu tiên á, ai nhìn cục bùa xong nói y chang như vậy luôn, không cứu được đâu, cái này nó ếm nặng quá trời nặng rồi, chỉ có nằm chờ chết thôi. Và lúc này tâm trạng coi như là rơi xuống đáy vực luôn các bạn, buồn vô cùng. Bản thân của em Phương á, lúc mà em về nhà em không kiềm chế được, cho nên là em khóc. Em khóc rất là nhiều, em khóc thiếu điều muốn sưng hai con mắt của mình lên. Cho nên không tránh khỏi việc mà ba của em để ý. Nên ba của em hỏi á, sao vậy? Mấy hôm nay sao mà ba thấy mà mắt của mày mà sưng dữ vậy, mà có chuyện gì con nói cho ba biết coi. Ba biết không giấu được nữa rồi các bạn, nên là em mới thành thật em kể ra như vậy. Em nói là bây giờ người yêu của em là bị như vậy, bùa ngải nè các kiểu đó, mà đi tìm mấy ông thầy, ông nào cũng lắc đầu hết trơn trời ơi. Và may mắn là trời thương người nha các bạn. Lúc mà chú ba của em Phương này thấy con gái của mình vừa khóc vừa kể đó, thì chú trầm ngâm lâu lắm. Và một hồi sau thì chú nói với lại em Phương là con ơi, con bình tĩnh đi. Bây giờ để ba liên lạc thử với cậu hai ở trên Cao Bằng, coi là cậu có biết ông thầy ở đầu bảng không, hy vọng là cứu được người yêu của con. Nhận tin các bạn, mạng sống của anh Minh khi này dạng giống như là một cái ngọn đèn cầy mà trước gió đó, nhưng mà còn nữa là còn tát nha. Gọi điện qua, gọi điện lại, và cuối cùng nhận được cái tin báo từ Cao Bằng là có biết cái ông thầy mo ở đầu bảng, và kêu gia đình là bây giờ đưa nạn nhân, đưa cái người mà bị yểm bùa gần chết rồi lên Cao Bằng gấp đi. Và qua ngày hôm sau quyết định là bắt xe đưa anh Minh lên luôn. Và kể thêm chút xíu ha, vì lúc trước để anh Minh ở bệnh viện nè, thì bệnh viện chuẩn đoán không có ra bệnh, nói là anh có vấn đề tâm thần do bị stress. Và bản thân gia đình của anh á, cha anh thì kiểu cũng hơi sĩ diện, nên là không bao giờ để con mình như vậy, không lẽ anh ta nói con mình bị điên hay sao. Nên mới quyết định là không để bệnh viện nữa, mà mới đem về nhà để cho để mà chăm á. Tuy nhiên trong cái lúc mà nhận được cái tin như vậy rồi, bằng mọi giá là bác gái đó nhất định là phải đưa con mình đi, bằng mọi giá phải cứu cho bằng được. Tới bây giờ để nhà kiểu gì cũng chết, bây giờ lên trên kia thử coi. Và em Phương còn nhớ rất là kỹ, khi mọi người khởi hành từ quê em lên tới Sài Gòn là 9 giờ tối rồi. Một mạch từ Sài Gòn đâm thẳng ra Cao Bằng là khoảng tầm 2 giờ rưỡi sáng. Không phải là có mấy tiếng hồ sau đó nha, mà đúng hơn 30 mấy tiếng lận các bạn. 9 giờ tối ngày hôm nay qua đến 9 giờ tối ngày hôm sau là hết 24 tiếng rồi, cộng thêm khoảng 6-7 tiếng nữa. Thì tầm khoảng 2 giờ 2 rưỡi sáng gì đó. Tại vì tài xế biết là cái câu chuyện nó đang gấp rút như vậy, biết được cái mục đích gia đình đi ra là để cứu người, chạy hết tốc lực luôn. Một phần là không biết rõ đường, và thứ hai tới Cao Bằng rồi thì tìm được cái đường để lên bản đó, lên đồi, lên núi, dốc đơn, dốc kép đồ này kia nó rất là khó khăn luôn. Và giữa đêm các bạn tưởng tượng đi, bây giờ mò từ ở dưới đi lên trên cái vùng cao mà đâu có, tất nhiên là đâu có được vận chuyển bằng xe cộ nó dễ dàng đi lên đâu. Và may mắn nhờ cái sự giúp đỡ của những cái người đã được báo từ trước ha, nên là gia đình của bác gái nè với lại anh Minh cùng những cái người mà đi theo phụ đó, cùng với lại em Phương này tìm tới nhà của một cái ông gọi là ông Năm. Ông này là lớn tuổi rồi các bạn, thời điểm đó là ông phải hơn 70 rồi, là thầy mo và gia đình là ở đầu bảng luôn. Đi tới đó, giữa đêm kéo tới nhà mình mà, thì ông Năm ông cũng được báo trước rồi, thì cũng giới thiệu là dạ, em Phương cũng nói là dạ cậu con là này, con ngày xưa là quê đây, nhà người này người kia. Và đúng thiệt, ngày xưa là gia đình của em Phương cũng ở trong cái bản làng này luôn các bạn. Và lúc đó
với biết bao cái sự hy vọng là ông thầy này coi như là cái cú cánh cuối cùng rồi, nhưng ông tạt thẳng vào gia đình này một câu luôn: bây giờ một mình tao trị không có được. Và ông chỉ thẳng mặt của em Phương này, ông nói là nhà mày đó có nuôi ma gà mà, mày về đó mà kêu thần kêu quỷ nhà mày giúp. Nghe xong câu đó thì em Phương em ngơ ngác, bị em đâu biết gì đâu. Từ cái thời lần cuối cùng em nghe nói gia đình em là ông cố lận là phải cách 3 thế hệ rồi là luyện nuôi ma gà các kiểu, chứ bản thân em thì em đâu có biết. Nhưng ông thầy chưa kịp đợi em định thần lại đâu, ông thầy ông nói tiếp luôn: nhìn con mắt mày á, là tao biết dòng họ mày nuôi ma gà rồi, mày về nhà mày kêu người nhà mày trị, tao không trị cho mấy cái thứ nuôi ma nuôi quỷ hại người đâu. Và kết thúc cái lời nói, ông đóng sầm cửa và đuổi hết tất cả mọi người đi ra ngoài hết. Anh Minh lúc đó vẫn còn đang nằm trên xe ô tô nha các bạn, và rất là sợ luôn. Khi này vừa sợ vừa lo cho anh, không biết là nên làm cái gì, cho nên cuối cùng là em có gọi điện cho cậu hai của mình. Cậu hai nghe xong thì cũng im lặng một hồi lâu, giống như chắc chắn là phải có cái chuyện gì rồi thì cái người đàn ông này mới nói như vậy. Thì cậu hai mới nói đó, là bây giờ mày nghe cậu nha, mày năn nỉ ổng đi, mày nói là con không có, con không biết gì ma gà ma quỷ gì hết trơn á, mày năn nỉ ổng đi, xíu tao tới. Bản thân của em ngồi ở dưới cái nhà sàn các bạn của ông thầy, trong lúc này như Nguyễn vừa nói rồi, cái cú cánh duy nhất là ông thầy Mo này, ổng nói như vậy có nghĩa là ổng trị được chứ không phải không, nhưng tại sao ổng lại không chịu giúp? Bây giờ chỉ có cách năn nỉ rồi. Em quỳ ngay trước cái nhà sàn của ông mà em khóc. Em khóc từ lúc đó cho đến 6 giờ sáng luôn các bạn, khóc quá trời khóc luôn. Em nói là em từ nhỏ em đã vào miền Tây em sống rồi, dạ con đâu có biết gì đâu. Nếu mà con lỡ làm cái gì lỗi lầm thì thầy bỏ qua cho con. Bây giờ anh đang nguy kịch lắm, con xin thầy là cứu giúp con. Vừa quỳ vừa chắp tay lại vừa khóc, nói chung nhìn nó thảm thương lắm các bạn. Và cuối cùng thì cậu hai của em cũng qua ha, gõ cửa đó âm luôn. Cậu hai của em nói: ê ông Năm, ông mở cửa ông cứu người kìa, ông thầy bà gì ông kỳ vậy, ông thấy người ta chết ông cứu làm sao? Nhà nuôi ba gà cái gì á cũng là chuyện ông cóc ông cố ở đó rồi, tụi tôi có biết cái gì đâu, thằng nhỏ kia nó biết gì đâu mà ông cứu. Rồi ông lẽ ông nỡ lòng nào mà ông nhìn thấy nó chết vậy không? Cái này nha, ông cứu người ta đó là ông gián tiếp ông giết người ta đó nha ông Năm. Nói chung là cậu em cũng chơi cái đòn tâm lý các bạn, cũng nói làm sao mà để cho ông thầy Mo kia ông giúp. Và lý do vì sao ban đầu ông cự tuyệt như vậy, bởi vì cái ông này là ông thầy thứ năm ha. Hồi nhỏ đó ông có một cái người con, ông Năm có người con gọi là ông Sáu đi. Và lúc mà ông Sáu còn nhỏ, nghe nói là ông Sáu ông nghịch lắm, leo vô nhà của ông cố em Phương này nè ăn cắp, kiểu con nít thì đâu biết gì, kiểu ăn cắp vặt vậy thôi. Nhưng mà xui cái các bạn, ăn cắp đúng ngay con gà đang cúng ở cái chạc trong cái góc. Và khỏi phải nói, các bạn cũng biết là con gà đó đang cúng cho ma gà rồi. Và cuối cùng khi mà ông Sáu chạy ra khỏi nhà ôm con gà như vậy nè, tính là định bụng là cho anh em trong nhà của ông Sáu ăn, thì ông cũng sợ người ta thấy ông ôm con gà cúng á, nên ông mà mới chạy men theo cái đường, theo cái cánh núi nha. Nhưng mà đến từ cái lúc đó cho đến chiều tối vẫn không thấy ông Sáu này về nhà, cho nên là người ta lo lắm. Và đúng 3 ngày sau luôn, người khắp làng tản ra tìm kiếm thì kết quả phát hiện ra ông Sáu đã chết ở cái bìa cánh rừng rồi, cách nhà của ông cố em Phương này độ tầm khoảng 1 cây số. Miêu tả lại các bạn, ông Sáu chết tội lắm, gãy cổ và nội tạng ở trong kiểu là bị vỡ hết vì máu chảy ra đường miệng và hậu môn rất là nhiều luôn. Nhưng tuyệt nhiên là con gà cúng trên tay ông vẫn còn nguyên vẹn, không bị con gì ăn hay là không bị kiến bu luôn. Và lúc đó người ta mới kháo nhau á, là ông Sáu ăn cắp gà cúng nên là bị ma gà nhà của ông cố em Phương này đuổi theo để mà bẻ cổ, cào hết nội tạng trong người nên mới dẫn ra cái kết cục là như vậy. Và chính vì lý do đó mà ông Năm á các bạn, tất nhiên tại vì nhiều khi là con nít không biết, cho nên là ông Năm cũng tội em mình chứ, thấy như vậy thì cũng rất là tội em mình luôn, cho nên ban đầu thì ông Năm không chịu giúp. Tuy nhiên quay trở lại cái bữa đó, em này em khóc em gào là em năn nỉ thiếu điều là em muốn quỳ, tức là em muốn gọi là em, tức là thiếu điều là em không còn cái cách nào nữa, là em hạ mình hết nữa, em vứt bỏ tự trọng hết, có kiểu là em quỳ lại ông như ông tế như là Phật sống luôn vậy đó. Cậu của em cũng nói vô, cho nên tới tầm khoảng hơn 6 giờ chút xíu thì ông thầy các bạn, ông ra ông mở cửa ha. Trên tay ông thầy là ông đã cầm một cái ly rồi. Cái ly này nó màu trắng ngà. Thời điểm đó thì em không biết làm gì, nhưng sau này được nghe kể là nó được đẽo bằng cái sừng trâu á, và một cái bộ đồ dân tộc nữa. Ông thầy Năm ha, ông chỉ vào trong mặt của em Phương này nè, ông kêu á, là mày mặc cái bộ đồ này vào, mày cầm cái ly này, mày đi tới hạ nguồn cái suối cuối làng đó, mày múc một ly nước mày đem về đây, mày đi bộ nha,
Đi một mình nha, đi chân không nha, không rẽ đi bất kỳ đâu hết. Nếu như mày làm trái lời của tao á, thì cái thằng trong xe đem về chôn đi. Còn nếu mày đem được ly nước về đây thì tao cứu. Không biết gì nữa hả các bạn. Bây giờ người ta kêu sao là em làm vậy liền. Em thay bộ đồ ra rồi hỏi cậu hai của em á, là cái suối cuối làng nằm đâu. Thì cậu hai mới im lặng một hồi các bạn. Cậu chỉ vào cái đường mòn. Cậu nói đây là cái đường duy nhất dẫn tới cái suối đó. Cứ đi thẳng một đường này là xong. Xong quay về ngược lại là được, không có sợ lạc đâu. Nhưng mà cái suối đó nguy hiểm lắm nha. Người ta thả trâu bò ở đó ăn cỏ rất là nhiều. Mà kiểu thả cho tụi nó tắm ở cái vũng sình đó các bạn. Nhiều khi nó khùng khùng lên, nó hút một cái là chết mất xác luôn. Và đường đất thì chạy cũng không lại mấy con trâu mấy con bò đâu. Tuy nhiên lúc này em chỉ nghĩ đến việc là làm sao phải cứu được anh Minh thôi. Trời tầm hơn 6 giờ sáng rồi. Nhưng do cái địa hình ở trên vùng núi, các bạn tưởng tượng là nó giống như Đà Lạt vậy đó. Trên đồi mà nó sương còn kiểu mờ mờ phía trước. Tuy nhiên là em vẫn có thể nhìn thấy được khoảng tầm 10 đến 15 mét trước mặt mình. Và lúc mà đang đi các bạn, nếu mà hỏi sợ không thì em cũng sợ chứ sao mà không sợ được. Lo chứ sao mà không lo. Nhưng mà cái tình yêu cũng như là cái thương người á, nó lớn hơn. Em cầm cái ly, em đi, em không có dám ngó nghiêng xung quanh hết trơn nha. Chỉ để ý trước mặt mình và dưới đất như nào thôi. Thì văng vẳng á, em nghe thấy nhiều cái tiếng gà gáy lắm. Nhưng mà em chỉ nghĩ là trên rừng, trên núi thì người ta nuôi hoặc nhiều gà hoang vậy thôi chứ có cái gì đâu. Và cái đoạn mà khi em đi gần đến suối thì quả thực là trâu bò các bạn. Nó rất là nhiều luôn. Nó xuất hiện rất là nhiều, nhất là con trâu nha. Con nào con đấy nó to mà giống như ngày xưa mình hay chửi á, là cái tướng thằng này mà bự như con trâu mộng vậy đó. Thì các bạn tưởng tượng là cái con trâu mộng nó bự như nào rồi. Và thấy có người lạ bước tới các bạn. Một số con thì quẩy đuôi, nhưng mà tuyệt nhiên là dù không cột dây nhưng mà không có một con nào dám lại gần suối. Tuy nhiên trong số đó có một con trâu, nó đứng coi như là gần muốn chắn hết cả cái đường đi của em luôn. Vì đường mòn thì các bạn biết nó đâu có bự đâu, nó có một chút xíu à. Mà con có con trâu rồi nè, nó đứng gần như là chắn hết 70% đường rồi. Thực ra là em có thể đi qua được, nhưng mà lỡ con trâu kia nó nổi điên á, nó hút em cả lẹm lòi ruột liền. Trong cái lúc này tiến thoái lưỡng nan lắm, đi thì em cũng sợ chết, nhưng không đi thì cái người yêu của mình chết. Và cuối cùng em đưa ra lựa chọn là em băng luôn. Em đi qua cái chỗ, cái phần hẹp còn lại. Bên đây là con trâu, bên đây là cái lối đi nè. Em cố gắng em nhích cái người của mình qua. Và may mắn là con trâu nó không có làm được gì em hết trơn. Và em nhớ lời của ông thầy, lý do vì sao mà em không lách qua bên trái, lách qua bên phải để tìm cái đường khác. Tại vì ông thầy ổng dặn rồi, không có được rẽ bất kỳ đâu hết, chỉ đi một đường mà thôi. May mắn ha, em vượt qua được con trâu. Nhưng mà tới khu suối á, em nhìn nó lạ lắm các bạn. Kiểu là sỏi đá xung quanh rất là nhiều, chỉ có một cái dòng chảy nhỏ giữa suối thôi. Mà nhìn kiểu cái, tức là các bạn hình dung nha, sỏi đá rất là dài như vậy nè, tức là nó dài như vậy ha. Sỏi đá là phần như đây, còn dòng sông là nằm phần ở đây. Cho nên là cái dòng suối là nằm ở đây nè. Cho nên nếu như mà em đứng ở chỗ này sát cái mép, em muốn đi ra em lấy được cái nước suối á, là em phải băng qua chỗ cái sỏi đá khô. Thì ngay cái lúc mà em bước ngay trên cái viên sỏi đá đầu tiên đó các bạn, lập tức em có một cái cảm giác rất là lạnh luôn. Nó lạnh cực kỳ. Một là do không khí, thứ hai là do em đang đi chân đất, và thứ ba nữa nó lạnh kỳ lắm các bạn. Và cũng trong cái lúc này em nghe thấy cái tiếng gà gáy. Cái tiếng gáy rất là sát, mà theo như em mô tả lại á, cái con gà này chắc chắn là người ta phải kê cái miệng của nó đó, cái mỏ con gà đó ở sát bên cái lỗ tai của em luôn thì mới tạo ra cái âm thanh lớn kinh hoàng như vậy. Và khi mà nghe cái âm thanh đó em giật bắn mình. Em nhìn lại dưới chân thì các bạn tin không? Tất cả cái phần sỏi đá đây nè biến mất, không còn bất cứ một viên nào. Mà trước mặt em, ngay dưới chân của em á, là cả một dòng nước suối chảy khá là xiết. Chỉ cần em bước thêm bước nữa có thể em lộn cổ xuống suối em chết rồi các bạn. May mắn là em nghe cái tiếng gà gáy đó và nó làm cho em tỉnh dậy. Em hết hồn luôn mà em nhìn xung quanh thì em thấy cái cây gạo ngay phía mé bên phải của em á, có một con gà trống đen tuyền. Vì sao em biết gà trống? Vì lông rất là dài, nó có bờm và cái màu của nó nhìn rõ lắm các bạn. Nó đen từ cái màu lông tới cái màu trên đầu của nó luôn. Và nó gáy thêm hai tiếng o o o nữa thì toàn bộ xương sớm tan sạch trong vòng chưa đầy một phút. Khi này biết chắc chắn là có cái tâm linh gì đó diễn ra chỗ này rồi nha. Cho nên là vội vã em múc nước thật là nhanh rồi em đi về. Và trong cái lúc mà em múc nước á, em nhìn cái hình ảnh phản chiếu dưới suối các bạn, con mắt của em đột nhiên em thấy nó trong mà nó đẹp một cách lạ lùng luôn. Trong khi hồi trước nay á, như Nguyễn có kể lúc đầu là em soi gương rất là nhiều, nhưng em thấy là mắt của em cũng rất là bình thường à. Người ta nói là mắt người nhà có nuôi ma gà là mắt con cháu nó phải trong phải đẹp, nhưng em thấy rất bình thường. Nhưng tại sao ngay cái lúc này các bạn, con mắt của em nó trong mà nó đẹp kinh khủng luôn.
em nghĩ em nói lại là giống như kiểu là em bị mê hoặc bởi cái ánh mắt của mình chỉ qua cái hình ảnh phản chiếu như vậy đó. Tuy nhiên em vẫn ý thức được là bây giờ mình phải cứu người yêu của mình. Em hứng xong nước rồi, em quay về cố gắng đi thật là nhanh. Và em sợ đến nỗi không nói được câu nào luôn các bạn. Bởi vì khi mà em vừa mới bước được tầm khoảng độ 10 mét á, ngay cái vị trí ban nãy em thấy cả một cái đàn bò và đàn trâu lớn. Bây giờ biến mất sạch, không còn một con nào luôn. Từ cái lúc mà em thấy con trâu cho đến cái lúc mà em xuống dưới á, nó chưa đầy 5 phút nữa các bạn. Chưa đầy 5 phút thì làm sao mà tất cả những cái con động vật to lớn như vậy có thể biến mất chỉ trong vòng tích tắc. Thậm chí là ở trên cái đường mòn á, nó cũng không có còn dấu dẫm chân của con trâu hoặc là bất kỳ cái dấu sình bùn gì hết. Nói chung cơ bản hồi nãy giờ những cái gì mà em thấy toàn là ma nó che mắt không các bạn, toàn là ảo giác thôi. Nếu như ban nãy chỉ cần em sợ hãi con trâu kia mà em đi dịch ra khỏi cái đường mòn á, có thể là em rơi xuống cái ao sình kia mà em chết ở bên dưới rồi. Và ngay cái lúc mà em đang sợ như vậy, đột nhiên có một cái âm thanh gì đó nói vào trong cái lỗ tai của em là đi về nhanh đi. Muốn quỷ rừng nó dắt đi vài vòng nữa hay sao mà nứng ná ở lại chỗ này. Đi về nhanh đi. Và ngay lập tức cái tiếng gà gáy thứ tư vang lên các bạn. Giống như là được tiếp thêm năng lực vậy đó. Em đi một mạch thẳng về nhà của ông thầy mo đầu làng luôn. Em đưa cái ly nước múc cho ông. Ông cầm, ông nhìn em một hồi. Xong rồi ông gật đầu, ông quay vào trong cái căn nhà sàn của ông ha. Một hồi sau ông nói vọng ra bên ngoài: đưa cái thằng đó vô đây. Theo lời của em Phương thì ông thầy Năm Mo này nè, ông thầy Mo Năm này nè, ông bắt á, mọi người là phải dựng cái anh Minh này ngồi lên. Tại vì khi đó là anh yếu lắm rồi các bạn, kiểu ngồi không nổi luôn rồi. Sau đó là ông dùng cái mực tàu á, vẽ cái gì đó lên một cái trứng ngậm rất là to ha. Màu mực đó có cả đỏ và đen nữa. Và sau khi lăn khắp cái lưng của anh Minh á, anh được ông cho ngậm một cái túi vải nó có nếp và đậu xanh ở trong đó. Và lăn được tầm đâu khoảng 10-15 phút, ông đập cái trứng nó ra các bạn. Cái lòng đỏ trứng ngậm các bạn tin không? Nó tùm lum hết trơn, nó là chỉ máu á, cả đỏ và đen và còn lẫn một vài những cái sợi tóc dài ở trong nữa. Chưa xong đâu ha. Ông thầy nhìn, sau ông liếc qua anh Minh này nè. Ông mới giật cái túi ban nãy ông cho anh ngậm trong miệng đó, cái túi vải mà chứa nếp với là đậu xanh đó, đổ ra. Nếp chuyển qua màu vàng và đậu xanh thì bể lởm chởm rồi. Mặc dù là anh này anh không cắn được, tại vì ngồi không nổi sao cắn được. Và tiếp theo sau, ông thầy chính thức bắt đầu cái công cuộc giải toàn bộ những cái bùa yêu độc địa trong người của anh Minh này ra. Đầu tiên á, ông kêu em Phương lấy cái ly nước ban nãy mày vừa mới hứng ở suối về đó, mày cho thằng này uống 3 ngụm đi, còn lại mày uống hết cho tao. Và đồng thời ông thầy Mo ông cũng đuổi tất cả mọi người đi ra ngoài, bao gồm cả mẹ anh Minh, những cái người phụ cũng như là cậu hai của em Phương này không được phép có mặt ngay khi mà làm lễ. Ở trong cái chẹt á, mình không biết chính xác cái chẹt là cái gì, nhưng mà chắc là một cái khu vực, một cái gian thờ cúng của người ở trên bản ha. Ở trong cái chẹt đó chỉ còn có 3 người thôi. Một là ông thầy Mo, hai là anh Minh và ba là em Phương này. Và khi mà uống nước xong xuôi á, ông thầy ông kêu mày đứng lên, mày múa theo điệu múa của người trong bản mình đi. Và tới đoạn này thì tất nhiên là em Phương làm sao em biết được, bị là em có sinh sống ở đây đâu, nên em mới nói đó là dạ ông ơi, con đâu biết múa thế nào đâu ông. Thì ông thầy Mo ông quát liền luôn, ông kêu á, thì tao kêu mày đứng lên. Giống như là một cái máy các bạn, làm theo lời luôn. Em đứng lên, em đi lại cách cái chỗ mà anh Minh kia ngồi á, tầm khoảng 1 mét. Lập tức ông thầy Mo nha, gõ một cái cốc vô một cái vật gì đó em không rõ nữa. Sống lưng của em tự nhiên nó lạnh buốt luôn các bạn. Và ngay sau đó, coi như là thần trí của em mê mà em không biết tất cả những cái gì đang diễn ra xung quanh. Cho đến khi mà em nhận thức lại được đó, là em đã ngồi bệt ở dưới sàn rồi. Cái ngón chân giữa và cái ngón áp út trên cái bàn chân hai bên của em nha các bạn, nó chảy máu. Thậm chí là dưới sàn dính rất là nhiều máu của em này. Cho chắc là ban nãy nhảy nhiều quá, hoặc là như nào đó, nó bị ma sát, nó bị trầy xước, cho nên là nó mới nhiễu máu ra như vậy. Tất nhiên là trong cái khoảng làm phép thì em đâu có hiểu mô tê ớt giá, em đâu biết chuyện gì xảy ra đâu. Mãi về sau thì cậu hai của em giải thích đó. Nghe nói là cái điệu múa như vậy là để cầu ma gà lên giúp cái ông thầy Mo này. Các bạn có nhớ lúc đầu khi mà chưa có kia em đi lấy nước thì ông thầy ổng nói là một mình tao á là tao trị không có được. Lúc đó ông thầy biết là một mình ổng là khử không được cái bùa này rồi, tại vì nó ém độc quá, mà qua 40, tức là qua một cái khoảng thời gian rất là lâu rồi như vậy nữa. Cho nên là ổng bắt buộc phải mời ma gà lên để mà hai người cùng nhau hợp lực. Thì ma gà sẽ nhìn được cái vị trí của cái ông thầy bùa làm bùa yêu ẻm vào trong người của anh Minh này ở đâu, chơi bùa như thế nào để mà gỡ. Và nếu như cần á, ma gà sẽ vật ngược lại ông thầy bùa kia, ngải của ông yếu đi thì mới phá được cái lời nguyền, phá được cái bùa yểm ở trên người của anh Minh. Và cũng trong cái lúc đó,
Bác gái mẹ của anh Minh đó các bạn đã đi vào trong nhà với anh rồi. Và em nhìn qua thì thấy là người yêu của mình ói rất là dữ dội luôn. Ói phà 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 phà. Và nhìn trong cái thau đó các bạn, nó phát ra cái mùi nó tanh khủng khiếp, giống như là mùi nước cống vậy đó. Em nhìn vô thì em thấy nó nhớp nháp màu đen cái gì đó. Nói chung là thấy ghê lắm kìa. Nhưng cuối cùng có được một cái lời của ông thầy Mo, ông nói đó: xong rồi đó, thằng này nó sống rồi đó. Và lập tức ông đuổi tất cả mọi người đi về luôn. Mặc dù lúc đó ai cũng mệt hết trơn rồi, nhưng có một cái lời gọi là xác nhận của ông thầy: con của mình, người yêu của mình sống rồi, cứu được rồi. Nên là mọi người yên tâm lắm. Cậu hai của em có nói với mọi người là thôi bây giờ đường xá nó xa xôi, đi về Sài Gòn hoặc về dưới quê nữa thì nó rất là cách trở luôn. Mọi người cũng đang rất là mệt, cho nên là thôi giờ về nhà nội của em Phương để mà nghỉ ngơi một xíu cho lại sức đi. Và bản thân cái người tên Minh á cũng còn rất là yếu, bây giờ đi là không có tiện, không có tốt sức khỏe của nó đâu. Và về tới nhà rồi các bạn, cậu hai mới kể mọi chuyện với lại em Phương cũng như là bác gái mẹ của anh Minh á. Là từ khi mà ông cố của em mất là trong nhà không còn ai nuôi ma gà gì nữa, cũng không có ai cúng kiến ma gà gì hết trơn. Nhưng mà cái con đường ban nãy ông thầy Mo ổng kêu em Phương đi xuống dưới suối để mà lấy nước đó, bắt buộc phải men qua một cái vách rừng. Và vị trí đó ngày xưa là chỗ ông Sáu chết á. Có thể, cậu hai đoán nha, có thể là ông Sáu muốn trả thù nên đã đưa lối dẫn đường để hai lần. Một là em sẽ ngã xuống dưới cái vũng bùn khi mà em thấy con trâu. Hai là em sẽ ngã xuống dưới cái dòng suối. Và có thể vì ông Sáu bị ma gà của nhà ông Cóc bẻ cổ chết, nên tất nhiên khi mà ông Sáu muốn hại người nhà của ông Cóc thì ma gà sẽ hiện lại. Và lúc đó ông thầy Mo cũng muốn theo ý trời. Có nghĩa khi mà ông kêu đi lấy nước như vậy, nếu mà trời không muốn em có chuyện đó, ông Sáu không trả được thù thì coi như là thù hận. Những cái nỗi canh cắn trong lòng bao nhiêu năm và cái thù hằn của hai gia đình coi như là giờ ý trời muốn như vậy rồi, sẽ được hóa giải toàn bộ luôn. Tại vì bản chất á, cậu hai cũng nói là ông Sáu là người sai mà. Tại vì ông Sáu đi vào trộm cái đồ khi mà ta cúng như vậy. Và khi mà nhìn xuống cái mặt nước suối, lý do vì sao mà con mắt của em long lanh lên nhìn nó khác bình thường á, vì lúc đó ma gà đang ở gần em để giữ mạng cho gia chủ của mình khỏi quỷ rừng. Và để ý lại tất cả những cái lần mà tiếng gà gáy vang lên là em đều tỉnh táo lại liền. Em nhận thấy là tất cả những cái ảo ảnh đó, nó tan biến hết. Và chắc chắn là cái chú gà trống đậu ở trên cái cành cây gạo các bạn. Chắc chắn đó là ma gà hiện ra để mà cảnh báo cho em biết. Và cậu hai, cuối cùng thì cậu hai kêu là cậu hai cũng chỉ đoán như vậy thôi. Nhưng mà khả năng là trúng đó. Và nếu thật sự ma gà hiện lên như vậy rồi dựa vào em để giúp ông thầy Mo Năm á, gỡ cái bùa trong người của anh Minh này ra. Tại vì thật ra cái nguyện ý giải bùa là cái nguyện ý của bản thân em Phương mà. Ma gà thì cũng phục vụ gia chủ chứ. Giờ gia chủ muốn vậy á, thì tất nhiên là cái ông thầy bùa chơi cái bùa yêu bên kia sẽ sớm bị ma gà bẻ cổ thôi. Và người trực tiếp dùng bùa là cái cô gái nào đó ở dưới Sóc Trăng. Nếu ông thầy bùa chết hoặc là bị nạn thì cô ta cũng sẽ bị bùa ngải vật, sẽ còn sống dở chết dở hơn nữa. Và giống như tất cả những cái câu chuyện mà chơi bùa chơi ngải mà hại người mà Nguyễn Nguyễn đã từng kể ở trên kênh rồi, ai mà có một cái dụng ý xấu gì đó muốn rắp tâm hãm hại người ta hoặc là này kia các kiểu, khi mà bùa bị vật lại rồi đó, thậm chí kể có không bị vật đó, thì trời cũng khiển các bạn. Chắc chắn kết quả không tốt đâu. Và mọi người có nói chuyện với nhau và sau mọi người ngồi nghỉ đến tầm khoảng 3 giờ chiều, thấy là hơi khỏe khỏe lại rồi, thì đoàn từ dưới quê nè, chạy từ Cao Bằng ha, chạy một mạch luôn đến tầm khoảng 10 giờ rưỡi tối của ngày hôm sau. Có nghĩa là 3 giờ chiều ngày hôm đó qua 3 giờ chiều ngày hôm sau nữa, cộng thêm 6 tiếng rưỡi nữa thì mới về được tới nơi. Và cả tối cùng ngày các bạn, cả em Phương này cùng với lại bác gái đó thức coi chừng anh Minh. Tại vì thật ra là nói yên tâm vậy thôi, nhưng kiểu cũng còn sợ á. Và đến 12 giờ trưa của ngày hôm tiếp nữa, thấy là con trai của mình, thấy người yêu của mình tỉnh táo trở lại rồi và ăn được luôn nha các bạn. Và cái thân xác á, nó khá hơn rất là nhiều luôn. Và từ cái lúc đó đến tầm khoảng 4 tháng sau thì anh Minh này, anh bình phục hẳn, anh trở lại làm việc bình thường. Nhưng tất nhiên là sức khỏe nó cũng có một chút suy giảm so với trước. Nói chung khoảng được có 95% thôi. Và lúc mà mọi chuyện ổn rồi, xong xuôi rồi, nhưng mà do bản chất của em Phương này nè, em cũng nóng tính lắm, cộng thêm việc là em cũng tò mò nữa, nên em mới bèn bắt xe xuống Sóc Trăng, đến cái chỗ mà người yêu của mình từng công tác ghé trước đó để mà hỏi thăm đó. Thì biết là khi xuống đây nè, anh có giải quyết một cái vụ án bị ăn trộm xe cho một cái cô gái ở một cái huyện nào đó. Và xong cô gái đó có ghé để biếu đồ cho anh rất là nhiều, và còn hỏi các đồng nghiệp của anh Minh này về ảnh nữa. Có lúc thì biếu trái cây, lúc thì biếu nước, cho nên là kiểu thấy là cũng thân thân vậy đó.
Nên là những cái người đồng nghiệp cũng có kể cho cái cô gái này rất là nhiều thông tin về anh Minh. Nhưng mà cũng độ lâu lâu rồi là không có thấy cô gái kia nữa. Và khi mà em nghĩ lại đó, đúng là khớp cái thời gian, em hệ thống mọi thứ lại thì nó khớp đúng cái timeline, đúng cái thời gian ha. Cho nên em nói với đồng nghiệp của anh Minh ở dưới đó là em là người nhà của ảnh à. Tại hồi trước ảnh có xuống đây xong ảnh về thì sức khỏe của ảnh kém đi. Nên là em muốn coi, em xuống xuống em hỏi thăm coi là biết ăn uống có bị gì không, hoặc là anh có lỡ ăn trúng cái gì không. Và em có đưa hình chụp của em với ảnh với lại hình thẻ ngành của ảnh nữa. Thì người ta cũng nhiệt tình, ta chỉ lắm. Và cái ngày hôm đó các bạn, thì em cũng xin một cái người dẫn em tới coi nhà của cái cô đó, coi là cô gái đó như thế nào. Tuy nhiên xuống đến nơi các bạn, cửa đóng hết trơn rồi. Em hỏi thì chỉ nghe những cái người xung quanh nói lại đó là không còn thấy cô gái ấy nữa. Lâu lâu chỉ thấy có một cái người đàn bà thơ thơ tẩn tẩn, dở dở khùng khùng điên điên hay đi lại gần khu vực khoảng tầm 2-3 tháng nay nè. Tuy nhiên nhìn cái mặt á, không ai có thể nhận diện được cái nhân dáng này, cái vóc dáng này, cái gương mặt này là của người nào hết. Tuy nhiên với bản thân của em Phương ha, em nghe nói đến đó thôi là em đã có kết luận ở trong lòng rồi. Cho nên em không tìm hiểu sâu nữa, em quay về, không có tìm hiểu chuyên sâu để mà làm cái gì hết. Nhưng trong lòng em biết rõ cái người phụ nữ ban nãy là ai. Và nếu như cái người đàn bà trực tiếp sử dụng bùa đã bị như vậy thì các bạn tự tưởng tượng nha. Cái ông thầy bùa mà làm cái phép độc địa như vậy cho cái cô gái này thì hậu quả của ông sẽ như thế nào. Và đến đây là kết thúc cái hành trình đi giải cái, có thể nói là một cái phương pháp yểm bùa nó tàn ác vô nhân đạo khủng khiếp của em Phương. Và trời Phật thương độ cho em ha, mọi thứ nó rất là ok luôn. Tuy nhiên là trong cái quá trình này cũng gian nan, rất là vất vả, và chắc là trời thương đó, nên là em không có bỏ cuộc và được những cái cơ duyên cũng là cái phước đức của tất cả những cái người tham gia vào trong cái hành trình này thì mới tạo ra được một cái kết mà nó mỹ mãn như vậy, nó rất là tốt lành như vậy. Và lời nói đầu tiên thì anh Nguyễn cũng xin cảm ơn em là cũng như là em Phương đã gửi về cho anh Nguyễn hai cái câu chuyện quá là hay ngày hôm nay luôn, để anh Nguyễn có cơ hội kể đến cho mọi người. Và nếu mọi người yêu thích cái video này á, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh và để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi Nguyễn ra video đó thì các bạn sẽ là một trong những cái người đầu tiên nhận được cái thông báo do cái thuật toán từ YouTube ha. Và nếu cô chú anh chị, những người bạn và những người em là có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân cũng được. Tất cả đường link là Nguyễn để trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi ha. Và cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.